tiêu thiều thùng dung nhớ gì quán tục tế nhớ trực viên dung
thần nhân như tiên nhật chiếu sáng thời hoàn đồng, khai quang pháp giới nội vô sự bất hàm dung. Tân phung phung như lai điểm khai, khai thần nhân sáng quang minh, khai khẩu thông minh thiết dòng nhãn thật trời quang minh chiếu hình nhân. Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cung giảng Bồ Tát Ma Tát, khai quang dòng nhãn thập thời hiệu quang minh siêu đàn duyên. Nga thích tăng cúng giang kim phục hoàng thân cần thánh đế tiên dừng vương. Ca lắng thâm hoàng ân tử bi mất xuất sinh cô ngã kim định lệ dòng nhãn thành ra hội cung. Ngọc đế hiệu nghi xưng danh thiên giới, nghe các thần tiên ba coi nó nghe theo. Thánh gia hội cung bắt đầu nam tào chúa phê, nghe bắt đầu nam tào sổ sinh sổ tử các cải biên năng. Thánh gia hội cung có lệnh truyền sang nghe được thanh cả trần triều, người có lệnh truyền sang quân quan thủy bộ đều là chư dinh. Náo phạt làm thành hô binh, nghe náo phạt làm thành đánh đông xem bắc tung hoành mọi nơi. Cửa tiếu cửa đài bên đông, nghe cửa tiếu cửa đài cửa sen cửa xuất nê ra ngoài Bạch Long. Trần gian có một nơi không hai.
đời. Thank you.
Xin sang quân quán thủy bộ đều là sư dinh hồ binh quấy động Nam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi biên đông cửa tiếu cửa đầy. Song nhang khai quán thập cờ hiệu quang minh xứng đàm diên ngã thích tăng cúng thang kim phùng hoàng thân cẩn thánh giữa tiên trần vương. Cao lăng thập hoàng ân tử bi mẫn giúp sinh cô ngã kim đình lệ sóng nhãn thập cờ hiệu quang miến pha chiếu đàn duyên văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên trần triều hiển thanh trên biến rõ ràng phế cho đệ tử bình an. Thì phúc lái hạt sự đồ cho từ một đời mười thế mạng thiên đình hình nhân thế mạng thiên đình kiên nhẫn thông phi ngại nhung nhớn ngại phi thông văn sớm dâng lên ông về cầu đôi xưa biên gió sang phế gió đệ tử bình an. Giữ vui giữ quỳ phúc lái hạt sự độ gió từ một đời mười tài mã dâng lên hoa bán tài mã dâng lên một là mù non hai là kim ngân ba là sứ dạng lên trình đổi lệnh thiên đình trần gian đổi lệnh thiên đình ngài về phiên xem chết biên rõ ràng phía gió đệ tử bình an. Sự vui sự quỳ phúc lái hạt sự độ gió từ một đời những suy quán tục tuyệt nhật sự viên trung thần nhật như tiên nhật chiếu sáng thời hoạt động khai quang pháp rơi nội hồ sứ bất hàm dung nhân nhân khai cứu quốc văn phật tổng viên thông đính môn khai chiếu sứ giáo hóa tầng mãn không. Cái tròn nó chả lăn cái dao nữa mà lăn xuống thì người dẫm lên nó vô phương tình nữa.
sóc. Nam tử nhỏ Đặng tuổi sinh năm 1973, đôi sòng phu tê nhỏ Trần tuổi sinh năm 1977 nhá. Ngày nay sửa lễ cầu an nha. Gia trung sẽ được nhỉ, hoàng linh tứ mùa nhỉ. 73 sẽ đổi nha. Mà thay cung nhỉ. Trở về lại có nha. Thì 70 đi cùng. Phu thê lại có nha. Mà họ Trần nhà ta sẽ được nhỉ. Mà tứ mùa yên vui nhá. Trước kia có lỗi có lầm nhỉ, tức ông chứng lễ nhỉ, mà tấu về nhỉ, trên thiên nhỉ, ngày nay có lữ nhỉ, mà sinh thời nhỉ, Bính Tý lại có nhỉ, tình duyên sẽ được nhỉ, tứ mùa giao thông nhỉ. Năm nay nhỉ, thu sẽ về mùa nhỉ, tin vui lại có nhỉ. Mà tong tong nhá. Mà cỗ bàn. Đường xa chẳng ngại mà đường gần nhỉ. Tức ông nhận lễ nhá. Mà tấu về nhá. Trên thiên giờ lại có được nhỉ. Tình duyên sẽ thuận nhá. Mà bốn mùa giao thông nhá. Sinh thời lại có lữ nhỉ. Mà 2000 nhỉ. Có làm hộ tuất nhỉ. Gia đình tứ mùa sẽ được bình yên nhá. Hôm nay chứng lễ nhận đàn nhà, được ông nhận đủ nhà, kim ngân nhà, mà về nhà Trần nhá. Quân kéo đi đường đường chính chính. Thank you.
siêu bàn em nghe công thần. Tiếng nội bàn cơ nước
bây giờ ngày lại sáng anh đinh xuất là bảo hộ gia đình. Văn sứ dâng lên hôm nay, văn sứ dâng lên trần chiều hiển thanh xét biên rõ ràng phế do đệ bị an. Phong lái mặt dừng độ cho từ một đời tươi. Chứng quả cho đồng ông lớn lên người, chứng quả cho đồng độ cho đệ tử bình an thọ trường xưa đi bao nỗi âu lo. Cười yêu quang mỹ chiếu hoa ban, ngã tích tăng cũng giang kỳ phục hòa thân cận thánh cho biên dương vương. Nhân nhân khai chi kính binh như nhật chiến phá hồng thổ, thế giới chung nhất hiện siêu liên siêu thanh tịnh. Nam mô khai bảo kinh Bồ Tát Ba Ha Tát. Tiên nhân thông phi ngại nhục nhớ ngại phi thông pháp nhớ duy quán tục tuệ nhớ trừ viên trung thần nhẫn như tiên nhập chiêu sáng thời hoàn động khai quang pháp rơi nội vô xứ bất hàm dung. Ngày nay nhá, được ông ta sẽ còn dẫn ngự xe dáng Trần để khai đàn chứng phủ nhá. Nhận đủ kim ngân tài mã long sư tượng mã lục bộ nhà Trần ngày hôm nay hiến dâng của nhà họ Đặng nhá. Tôi xem 1973, tôi dòng phu thê nhà họ Trần xem 1977 nhá. Ngày nay sửa lễ đảo cầu nhá. Gia trùng nó sẽ được nhá. Thành thông tứ mùa nhá. Phu quân lại có mà sinh thời nhá. 73 lại đảo nhá. Mà 70 mà đi cùng. Gia trùng nó sẽ thuận nhá. Mà trăm đường nhá. Vợ chồng hạnh phúc nhá. Mà bên nhau suốt đời nhá. Nhà ta có lữ nha, mà sinh thời nha. Năm nay Bính Tý nha, mà sẽ có đường tình duyên nha. Sinh thời lại có mà 2000 nha. Cuối năm lại có nha. Mà tin vui thì về nhà nha. Gia chung đắc đạo mà tứ hùa nha. Đầu đinh sẽ được nha.
kéo dài nhỉ, mà hơn xưa nhỉ. Nhưng mà phải biết nhỉ, mà vì đâu nhỉ? Dạ chung nhỉ, cũng có nhỉ, cạnh nơi mà thờ đền. Nhưng mà đắc đạo mà chưa xuôi nhỉ, cho nên điện mới có cảnh nhỉ. Mà có vui thì lại lắm buồn, đến nay biết sửa mà lễ về đây nhỉ, đức ông ta nhận nhỉ, mà trả về một thủy cung nhỉ, để cho nó sẽ được nhỉ, bình an nhỉ, gia trùng sẽ thuận nhá, mà tứ mùa giao thông nhá. Thank you.
giờ xa về bất mạc ê thiên nhiên trường cô tới đâu tới đâu rằng thì kinh hồn Thank you.
đệ nhị phương có ai tay đệ nhị phương có xa vào cô coi sóc đêm ngày đêm ngày quân chung anh thông
son soi lòi mà thẻ vàng tốt tươi. Bậc thần mưa phong ni tướng nhám sắt mà bé khinh thành nhất mi mộng trần phát hầy hầy mà vẫn dịu dàng. Sự phán duyên xa xôi thông trì dưới bề trên trời. Dòng chơi sao thành người bay đàn miệng hát tơ càng cao cao vút non mây. Thank you.
cũng mê, bắp rúa rau cũng phải kiêng. Bà ghen ai, bà quyền theo xéo ác tí bà cười, thì họ thác như không riêng yêu ai. Rùa ghen bóng bắt đồng bộ, bàn xanh bàn lộc rùa bàn công bàn quyền. Xanh trắng đỏ xưa bắt làm tối chùa bà. Già khách đi đường, già cô thủy tế, số già người hành hương. Làm chúa Thank you.
xưa sẽ làm tóc một tuần quán báo đàn bà chứng minh bà là công xưa xuân tình cùng là công xưa bà anh đi đi xuống sân bắt lệ phát lực làm sao sông hóa các cửa rừng mọi nơi đất tiên quan bảo làm cho dòng trời sớm lấp cho mùa quyền cái thuốc ngang mười phương đồ trì tay dâng nhang liệu bật từ bi tam tòa tiên thành chứng minh cho thanh đông bài say thấp như tiếng nam khăn điệu áo thắm dịu dàng được sao trên đồng trường cô cả hải hoa nàng đốn khoe rằng có nàng bà ưa nhìn thầy kiếm chi ba cài từ hoàng sinh bệnh bà làm khi cô đi lệnh còn xa đường không ngày yên vững mây ngày hôm nay lại dám ta về đây ý đi sư không đồng phật thanh nghi chứng minh đệ tử con sứ xa lên trình ê nha do trình thành kính dâng lên chức trình phật thánh do con trình vua cha trình đến các vòng những cả hoa mình song tâm mi vương vàng do đồng thanh phong lịch được khang trang áp tâm tình vượng lộc tài lẫn hoa chữ rằng thanh giáng luôn yên kiên con thoi núi bạc rừng nghe kinh dân xin nhận lấy sứ e thiền để cho thanh đồng được hưởng lộc hà sa ê nha sáng hoa đức hồ cô nàng cả dâng bông dâng hoa nàng ơi cái sắc nàng bà cứ nhìn cô nàng ba sao cảnh nghĩ hồ tiên ý nghĩa
hai hoa, sông năm tầm soi phò gần xa ý nha. Xoay lên trên ngàn, xoay về sân trang, xoay lên trên ngàn, xoay về sân gửi đầy hoa. Tiếng bà đẹp lắm sao, sáng đi dịu dàng, bước trên cầu mây lai dáng về đây, khúc nhạc ngân hoa bao văn dâng lời ca. Dấu xinh như hoa, bà đẹp như viên sáng đi siêu dàng, sáng đi siêu dàng, bờ môi em cười làm đắm say người chân già. Về đêm đây lại sáng đi nắng, mong ơn bà đời đời. Người tiến cũng hôm nay về già ngự, ta ngự đồng dũng quá thật là xinh, mang đèn đến phóng canh thật hương tình, lại lỡ giá ngự chứng minh cho thánh đồng. Chứng lễ mà nhận đồng nha, quang phù cho đệ tử nha, tứ mùa sẽ được giao thông nha, quang phù gia trung tiền chủ nha, phu thê sinh thời nha,
77 nhỉ. Là chung nước chảy một dòng nha, thuyền trôi một bến nhỉ. Ngày nay sửa lễ tơ hồng nha, vợ chồng như đuổi có đôi trăm năm ấy chúc bên nhau suốt đời nhỉ. Gia đình lại có uốn tiểu nhỉ, sinh thời 2008 nhỉ. Đầu đinh nữ họ dài dòng nhá, công phủ sẽ tắc bình an con nhà tử nhá. Ngày hôm nay thỉnh chú bà lại với chú bà về nhá, công phủ sẽ tắc bình an nhà nhà được phú thuận phong điều nhá. Một tay ba sáng rộng vào tốt, ba tùy cường sửa biến nhiên phạm bồng. Tùy có biến nhiên phạm màu, đức ông cũng nề thánh chúa chỗ cùng kia. Ba ghét ai quyết theo chiêu ác, tí ba người thì họ khác như không. Ba yêu ai xua ghen bóng bắt đầu thành ra hồi cung. Ta vì xuống ba tiếng răng văn nế tây thiên thể nhất nế bà là hạ đi xuống trần thành ra hồi cung. Tiến xuống nguyệt hồ tiến răng văn xua bói nguyệt hồ thành ra hồi cung. Cao mai quê nhà lâm thao cao mai quê nhà thành ra hồi cung. Năm phương năm miêu rõ ràng ngũ phương mang cảnh xuống bà là thanh gia hội kỳ cung. Tiên xuống bản đen tiên dân văn mê tiên xuống bản thanh gia hội kỳ cung. Phùng mệnh tiên tinh bóng con nông phùng mệnh tiên bình thanh gia hội kỳ cung. Giám sát quyền cái ngôi thượng thanh gia hội kỳ cung. Thái tử đệ tam đức tôn thần thái tử đệ tam thanh gia. Lưu lì, anh vào.
binh phù cứu giang lùng đầu chân qua bạch hạc ứng ấy sông cầu sông cầu sông lô
đàn diên, ông lớn tên người chứng phủ đàn diên, đỏ xa mẹ tử bình an thọ trường, ông về bóc vỏ xoay tâm. Xoay tâm bóc vỏ, xoay ngoan cho đồng, xoay cho đồng ôm bóng hoàng. Xuân hạ thu đông ba bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc, thu đông cầu tài, mùa hè giải ách trừ tai. Lại nở ra dòng trứng rồng, lại nở ra dòng dòng bao nhiêu trứng nghi thương đồng bấy nhiêu. Đàn diên ông lớn về người chứng đủ đàn diên, tiêu tay hàng ách ông tống ra bên ngoài, ông về đôi chú thường xin. Sông nhang khai quán thập cờ hiệu quang minh chiếu hoa ban, ngã thích tăng cũng sang kín phục hoàng thân, cần thánh tế tiền trường vương. Làm lễ chứng cầu ông lớn về người, làm lễ chứng cầu đồ cho đệ tử được qua cầu bình an, đời này thoát khỏi nguy nan. Cắt dây âm phủ để xuống tội trần gian, tiêu tay hàm ách ông tống ra bên ngoài, ông cho từ một tới mười. Ngày đông ngô đình
danh hiệu để tham hoàng.